Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ, khiến 10 cảnh sát giao thông bị thương. Chỉ mới đây thôi, tiếp tục xảy ra một vụ chống đối lực lượng chức năng gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong. Vụ việc khiến tất cả những người chứng kiến tại hiện trường trong thời điểm đó đều không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Khoảng 16 giờ chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm ma túy. Khi thấy ô tô tải mang biển kiểm soát 49C 29601 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện nghi vấn nên cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại vụ việc lúc này cán bộ cảnh sát giao thông trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường yêu cầu một ô tô bán tải và một xe chở hàng dừng lại thành hàng ngang các xe máy di chuyển qua được cảnh sát giao thông yêu cầu rời đi ít giây sau đó thiếu tá nguyễn xuân hào và một số cảnh sát mặc thường phục từ bên trong lề đường cũng di chuyển ra giữa đường để hỗ trợ cũng theo hình ảnh từ camera cho thấy tài xế không chấp hành tông thẳng vào nhóm cảnh sát trong đó có thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân rồi lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn giao thông đã làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa và hai người đi đường là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đã tử vong sau đó được biết cả hai đều là công nhân ở một khu công nghiệp gần đó và đang trên đường đi làm về sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh long an đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc theo nội dung bài viết đăng tải trên báo điện tử dân việt với tiêu đề kẻ nghi chở hàng cấm tông thiếu tá cảnh sát giao thông tử vong có thể bị xử lý như thế nào tiến sĩ luật đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khiến ba người tử vong, trong đó có một cảnh sát giao thông. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, đặc biệt là xác định tốc độ, khả năng điều khiển phương tiện, khả năng quan sát của người điều khiển ô tô. Đồng thời xác định trên xe có hàng cấm hay không để làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc xác định diễn biến hành vi của người điều khiển phương tiện và hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa cảnh sát giao thông với phương tiện khi ra hiệu lệnh và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện như thế nào, xác định phản ứng của người điều khiển phương tiện khi thấy hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để xác định sự việc do lỗi cố ý hay vô ý. Nếu kết quả điều tra cho thấy tài xế đã phát hiện ra cảnh sát giao thông đang có hiệu lệnh dừng xe có khả năng dừng xe nhưng cố tình không dừng. Hành vi này được xác định là lỗi cố ý. Còn việc cố tình đâm xe vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ và người dân dẫn đến hậu quả 3 người tử vong, đây là hành vi cố tình sát hại người khác. Từ bình luận trên, ông Cường khẳng định, trường hợp xác định lỗi của tài xế là cố ý vì chở hàng cấm mà đâm xe vào lực lượng chức năng và người dân nhằm thoát thân, hậu quả khiến ba người tử vong. Tài xế sẽ xử lý hình sự về tội danh được quy định tại điều 123. Bộ luật hình sự, với hình phạt cao nhất là tử hình. Sáng 22 tháng 4, thông tin từ công an tỉnh Long An cho hay, hai đối tượng trong chiếc xe gây ra vụ tai nạn đang bị lực lượng chức năng tạm giữ. Hiện danh tính hai đối tượng vẫn chưa được tiết lộ, song bước đầu cơ quan chức năng xác định cả hai là người địa phương. Có nhà cách hiện trường vụ việc khoảng hơn 20 km. Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nhà của hai kẻ này để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo nhiều hình ảnh và video quay lại hiện trường vụ việc, hai đối tượng điều khiển ô tô lao thẳng vào lực lượng chức năng, khiến chiếc xe lật ngang ra đường, rồi sau đó cố thủ trong xe không chịu ra ngoài. Nhiều người dân và các chiến sĩ công an đã phải đập vỡ cửa kính xe và khống chế hai đối tượng. Một số người do quá phẫn nộ đã chút giận lên hai kẻ này và được mọi người căn ngăn kịp thời. Không chỉ những người trực tiếp chứng kiến sự việc, mà có lẽ bất cứ ai xem qua hình ảnh vụ tai nạn cũng không khỏi giật mình và bức xúc trước sự táo tợn và lì lợm của các đối tượng nếu như hành vi lao xe vào cảnh sát giao thông và người dân là cố ý, vậy đây sẽ là ý đồ tấn công, sát hại người khác hết sức nhẫn tâm. Đã ba mạng người vô tội phải bỏ mạng dưới bánh xe của hai đối tượng này, trong đó còn có một chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ. Như vậy, thời gian sắp tới, những đối tượng này sẽ bị xử lý, đặc biệt theo luật sư Cường, có thể những kẻ này sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Vậy hình phạt nào là xứng đáng nhất dành cho hai kẻ trên? Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trong video sau. Suốt từ cuối năm ngoái cho đến nay, số vụ chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sự chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Con số thống kê trong năm ngoái là gần 30 vụ. Có một số vụ đặc biệt nhận được sự quan tâm của cộng đồng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Ngoài các lỗi chống người thi hành công vụ được quy định trong luật giao thông và bộ luật hình sự, thời gian gần đây đã có trường hợp bị khởi tố tội sát hại người khi gây thương tích trên 35%. Điển hình là vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 2022, trên đường Tô Hiến Thành, thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu vi phạm nên tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên tài xế không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy, cố tình lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Để tránh cú đâm, chiến sĩ này đã nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài. Hay tại tỉnh Hòa Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Văn Phú, sinh năm 1979, về tội chống người thi hành công vụ, tuyên án 9 tháng tù giam. Trước đó, ngày 21 tháng 2, đối tượng được tổ tuần tra kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành, nhặt một viên gạch để đe dọa lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, nằm ra đường chặn trước đầu xe ô tô của tổ công tác, không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cũng tại Hòa Bình, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, khi Tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại km 142-90, quốc lộ 70, thuộc địa phận Tổ 9, phường Tân Hòa, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 28A-13005 đang di chuyển theo hướng thành phố Hòa Bình, đi xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm. Trung úy Ngô Văn Thịnh đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng lái xe đã quay đầu xe nhằm trốn tránh. Trung úy Thịnh tiếp tục ra hiệu lệnh yêu cầu phương tiện đổ vào mép lề đường theo hướng Yên Mông, thành phố Hòa Bình, nhưng chủ phương tiện đã không chấp hành mà cố ý tăng ga, đâm vào chiến sĩ cảnh sát giao thông này. Thời điểm này, Thượng úy Bùi Văn Thái đang điều khiển xe mô tô 28A00072 đỗ sát cạnh, cũng bị xe ô tô nêu trên đâm vào trước khi xe dừng lại. Khi các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe làm việc, trong khi chị DTMN ngồi ghế phụ đã xuống xe, lái xe tên Đỗ Đình Tám vẫn ngồi ghế lái và có những lời lẽ xúc phạm, mắng chửi tổ công tác, túm cổ áo thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất gây thương tích. Tổ công tác đã kịp thời khống chế Đỗ Đình Tám và áp giải về cơ quan công an để làm việc. Qua kiểm tra, lái xe 8 có nồng độ cồn ở mức 1,163mg trên 1 lít khí thở. Còn Thượng úy Vũ Huy Thành bị dạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm phải điều trị tại bệnh viện. Tại Lào Cai khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế Kiều Tiến Tâm đã không chấp hành mà cho xe lao thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Hậu quả khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông bị chấn thương nặng. Với hành vi kể trên, ngày 15 tháng 2 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Tâm về hành vi sát hại người. Thông tin từ bài viết đăng tải trên báo điện tử VTV bàn về những vụ chống người thi hành công vụ. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm qua, cả nước đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ Cảnh sát Giao thông bị thương. Các hành vi manh động này gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và cả cho người tham gia giao thông. Để tăng lên tác dụng gian đe, phòng ngừa với những hành vi manh động, hiện nay các cơ quan chức năng cũng đẩy nhanh tiến độ xét xử. Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ chống người thi hành công vụ đã bị đưa ra xét xử, trong đó nhiều đối tượng đã phải nhận những bản án thích đáng. Các nước trên thế giới đều quan niệm chống người thi hành công vụ, hành hung, thậm chí là sát hại người đang thi hành công vụ đều phải chịu án phạt nặng hơn so với nạn nhân thông thường. Nguyên do là bởi những người thi hành công vụ gánh trách nhiệm thực thi pháp luật, thiết lập trật tự xã hội, bảo vệ bình yên cho người dân, mà đôi khi họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng cho sự bình yên đó. Khung hình phạt thường là trung thân không ân xá, thậm chí là tử hình, nếu bị quy vào tội danh sát hại cảnh sát. Tại Trung Quốc, việc chống người thi hành công vụ cũng được xử lý rất nghiêm. Tuy nhiên, khởi tố hay xét xử các vụ việc này được coi là giải pháp cuối cùng. Chống người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật, cộng đồng phải ý thức được mức độ nghiêm trọng của tội danh này. Có thể thấy qua nhiều tai nạn giao thông do chống đối người thi hành công vụ. Vụ việc tài xế nghi chở chất cấm tông trực diện khiến một cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong xảy ra mới đây có tính chất nghiêm trọng hơn hẳn. Trên mạng xã hội, những bài viết đăng tải video vụ việc Nhận được hàng nghìn lượt xem và thu hút cư dân mạng bình luận sôi nổi. Nhiều người không khỏi thương xót cho thiếu tá công an hy sinh vì nhiệm vụ, đồng thời phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của tài xế. Tại đây, chúng tôi xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và gia đình của hai người dân vô tội đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.